Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Chiều qua, mùng 6 tháng 12, Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2025. Đồng chí Nguyễn Đình Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5. Năm 2024, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện toàn diện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó nổi bật là tham gia diễn tập chống khủng bố do Bộ Quốc phòng tổ chức được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự huyện Lắk đạt mục đích yêu cầu đề ra. Tổ chức lễ giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tổ chức thành công đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024. Lãnh đạo chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu các dịp lễ Tết. Lãnh đạo chỉ đạo bảo đảm đầy đủ kịp thời các mặt công tác hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lực lượng vũ trang tỉnh. Chỉ đạo bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí trang bị cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận tìm giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại đã được chỉ ra, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa các lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, đấu tranh, ngăn chặn thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Tập trung làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025 đạt 100% chỉ tiêu được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự, yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, tập trung nắm chắc địa bàn, xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ, nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Tây Nguyên 1975-2025 và lễ meeting kỷ niệm 50 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột trang trọng, ý nghĩa.